Một ngày nọ, Marcus đang đi làm về. Thành phố bị mất điện và mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân. Có ai đó đang lao tới phía sau anh. Anh ấy bắt đầu quay lại để kiểm tra. Và đó là lúc thế giới xung quanh anh ấy hoàn toàn tối đen như mực. Marcus tỉnh lại trong một tầng hầm được thắp sáng lờ mờ bởi vài ngọn nến. Có ba cánh cửa trước mặt anh. Đằng sau cánh cửa đầu tiên, những thây ma đói khát đang chờ bữa ăn tiếp theo. Phía sau cánh cửa thứ hai, một ngọn lửa đang hoành hành. Và cánh cửa thứ ba che giấu một mớ dây điện trần. Giờ bạn là người duy nhất có thể cứu Marcus. Hãy bình luận xem anh ấy nên chọn cánh cửa nào ngay lập tức nhé. Như bạn nhớ đấy, có sự cố mất điện trong thành phố. Vì vậy đám dây điện giờ hoàn toàn vô hại. Marcus nên lẻn qua cánh cửa thứ ba. Thật kỳ lạ, anh chàng lại thấy mình đang ở trong một tiệm hớt tóc. Sau khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt một lúc, anh nhận ra rằng một trong những khách hàng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Hãy viết ra đó là ai trong phần bình luận bên dưới và chứng tỏ mình thông minh như Marcus nha. Marcus phát hiện ra rằng thợ làm tóc có mái tóc đỏ đã nhầm thuốc xịt côn trùng với keo xịt tóc. Nhưng khi anh mở miệng cảnh báo khách hàng, toàn bộ căn phòng biến mất vào hư vô. Đó chỉ là một hình ảnh 3 chiều thôi. Có ai đó đang chơi đùa với Marcus không? Anh còn đi xa hơn. Có lúc anh rẽ qua góc đường và một cơn gió lạnh buốt phả thẳng vào mặt. Marcus đang ở bên ngoài và khắp nơi đang là mùa đông. Sau lưng anh không có tòa nhà nào, chỉ có những đống tuyết và cây cối đen ngòm. Anh chỉ có thể đi thẳng về phía trước thôi. Có 3 con đường phía trước anh, nhưng con bên trái dẫn qua hang sói đói. Để đi theo con ở giữa, Marcus sẽ phải đi ngang qua một gia đình gấu và con đường bên phải đi qua một hồ nước đóng băng phủ lớp băng mỏng. Anh chàng đang lạnh cống, hãy giúp anh ấy bằng cách bình luận nhanh nhất có thể. Marcus nên chọn con đường ở giữa. Đang là mùa đông và gấu ngủ đông trong mùa này. Nếu biết giữ im lặng, anh ta sẽ không đánh thức họ và sẽ ra khỏi rừng an toàn. Và quả thực, Marcus đã thoát khỏi nguy hiểm và sớm phát hiện ra một ngôi nhà ẩn mình giữa những tán cây. Nhưng chỉ sau khi bước vào, anh mới nhận ra đó là một ngôi nhà rất kỳ lạ và rùng rợn. Manh mối chính là 4 cánh cửa trước mặt anh chàng. Đằng sau cánh cửa 1 có một căn phòng chứa đầy nước bị toàn là cá piraha. Cửa số 2 che khuất một sườn núi, vừa có người dẫm lên, một trận tuyết lở ập xuống. Phía sau cửa số 3 có những dây điện treo thấp trên sàn và một số vết ố ướt trên sàn. Và đằng sau cánh cửa số 4 chẳng có gì, một căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ trên tầng 58. Không có gì khác, viết lựa chọn của bạn trong phần bình luận bên dưới nhanh hơn các thám tử khác của soi sáng nhé. Marcus nên đi qua cửa số 3. Vì dây không thực sự chạm sang nên anh chàng sẽ có thể cúi xuống và bò đến lối ra khác. Thật không may, người đang kiểm tra kỹ năng sinh tồn của Marcus không muốn khiến cuộc sống của anh chàng trở nên dễ dàng. Cánh cửa dẫn ra khỏi phòng bị khóa và có 4 lỗ khóa. Ngoài ra còn có 4 chiếc chìa khóa treo trên tường bên cạnh nữa. Nếu Marcus muốn ra khỏi phòng, anh phải khớp lỗ khóa và chìa khóa. Nếu bạn có thể giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, hãy bình luận "tớ làm được" bên dưới video nhé. Hãy nhìn vào phần trên cần chìa khóa nhé. Chúng đều có lỗ mở với số cạnh khác nhau và mẹo ở đây là số cạnh phải ứng với mã số dưới mỗi lỗ khóa. Marcus cuối cùng đã ra khỏi căn phòng đáng sợ, nhưng cuộc phiêu lưu của anh còn lâu mới kết thúc. Trong các nơi có thể ở, anh thấy mình đang ở trong căng tin nhà tù. Để vượt qua những tù nhân này, anh cần tìm ra ai trong số họ là người giàu nhất. Bạn có thể giúp Marcus được không? Người đàn ông bên trái là đầu bếp. Đó là lý do tại sao anh ấy có bữa ăn đặc biệt. Anh chàng ở giữa có một số đồ trang sức bằng vàng, nhưng không chắc nó có thể giúp anh ta nhiều trong tù. Về phần người đàn ông bên phải, anh ta có một chiếc điện thoại thông minh giấu trong túi. Và trong tù, một thiết bị như vậy có nghĩa là khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Vì vậy, anh ta phải là người có ảnh hưởng nhất và giàu có nhất trong số họ rồi. Nhưng nếu bạn không đồng ý, hãy viết ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Tội nghiệp Marcus, để ra khỏi căn tin nhà tù, anh cần phải chọn lối thoát an toàn nhất. Nhưng tất cả đều có vẻ đáng sợ như nhau. Cái đầu tiên dẫn đến hang ổ của một con rồng đáng sợ. Thứ hai, đến một căn phòng chứa đầy dung nham sôi sục. Và để vào được phòng thứ ba, Marcus sẽ phải lẻn qua những tia laser cắt da thịt. Đó là một lựa chọn khó khăn. Hãy nói với Marcus trong phần bình luận xem anh ấy nên chọn cách nào. Cách an toàn nhất có lẽ là cố gắng lẻn ra ngoài bằng lối thoát thứ ba. Sẽ không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên, nhưng ít nhất những chùm tia laser này không chuyển động. Nơi tiếp theo Marcus thấy mình có mặt là một chiến trường. Rõ ràng, thế lực bí ẩn đang chơi đùa với anh ta đã phá hỏng trò chơi rồi. Ba sinh vật đang đợi anh chàng và anh cần phải chiến đấu với một trong số chúng để sống sót. Con quái vật đầu tiên có đầu rắn chuông và thân của một con chồn khổng lồ. Con thứ hai có thân khỉ đột và đầu cá sấu. Và sinh vật thứ ba có khuôn mặt và thân hình của một con cá mập trắng lớn, đuôi và móng vuốt của một con gấu. Marcus nên chọn quái vật nào? Chia sẻ sự khôn ngoan của bạn trong các ý kiến nhé. Hai con quái vật đầu tiên có thể sẽ là những đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Hãy tưởng tượng con chồn rắn có thể nhanh nhẹn và độc đến mức nào đi. Và con khỉ đột chắc chắn quá khỏe để Marcus có thể đánh bại rồi. Về phần cá mập lố, vì cá mập có mang và không thở được trên cạn, nên anh chàng chỉ cần đợi một chút là đối thủ này sẽ tự mình rút lui thôi. Khi mọi thứ đã kết thúc, Marcus được chuyển đến một căn phòng có ánh sáng lờ mờ. Một gia đình có vẻ ngoài kỳ quái đang ở trước mặt anh. Marcus phải tìm ra thành viên nào trong gia đình này bị ma ám. Là người tinh ý, anh sớm tìm ra câu trả lời. Và bạn thì tinh ý đến mức nào? Viết ý kiến trong bình luận nhé. Phải thừa nhận rằng người phụ nữ này trông có vẻ hơi sợ, nhưng cô ấy không bị ma ám đâu. Cô ấy bị nghẹn thức ăn và không thể thở được. Người đàn ông đeo kính đen dù đang ở trong nhà thật đáng ngờ. Nhưng anh ta bị mù. Bạn có thấy cây gậy trắng mà người mù dùng bên cạnh anh ta không? Bà cụ là người bị ám, có một dấu vết của ngoại chất đi khắp căn phòng về phía ba kia. Sau khi giải thành công câu đố, Marcus thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm. Sau khi lang thang hàng giờ, anh đến một nơi mà con đường lớn chia thành ba con đường mòn nhỏ hơn. Cái đầu tiên dẫn đến một ngọn núi lửa đang hoạt động với dung nham nóng đỏ suối bọt trong miệng núi lửa. Nếu Marcus chọn con đường thứ hai, anh sẽ đến một bãi đất trống đầy rẫy những con dơi có độc. Và con đường thứ ba kết thúc trong một đầm lầy, nuốt chửng mọi thứ và mọi người đến đó. Nếu bạn biết nên đi đâu, hãy cho anh ấy biết trong phần bình luận nhé. Marcus đã chọn con đường thứ hai vì hầu hết loài dơi chỉ hoạt động vào ban đêm. Cộng thêm chúng hầu như không bao giờ tấn công con người. Và anh đã về tới nhà trên giường của chính mình. Có phải đó chỉ là một giấc mơ rùng rợn và rất chi tiết thôi không? Bạn nghĩ sao? Noah muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp, nhưng trường múa chỉ nhận thí sinh 17 tuổi trở lên. Anh ấy có hai chị em. Chị gái của Noah là Jenny gấp đôi tuổi Noah. Em gái của Noah là Nina, trẻ bằng nửa Jenny. Năm nay cô ấy đã 17 tuổi. Noah có thể nộp đơn vào ngôi trường mơ ước của mình trong năm nay không? Đúng vậy, anh ấy có thể. Noah và Nina bằng tuổi nhau vì họ là cặp song sinh. Vậy Noah 17 tuổi. Noah muốn mình trông thật bảnh trong kỳ tuyển sinh. Vì vậy anh ấy đi đến một thẩm mỹ viện. Một trong những thợ làm tóc này là kẻ mạo danh. Bạn có đoán được ai không? Hãy nhìn vào anh chàng đầu tiên. Anh ấy không có chiếc kéo nào cả. Thay vào đó, anh ta chỉ có một cái thìa. Vậy anh ta là kẻ mạo danh. Kiểu tóc của Noah đã sẵn sàng và bây giờ là lúc diễn tập. Noah đến phòng tập nhảy của anh ấy, nhưng thật không may, anh ấy không thể mở được cửa. Ai đó đã thay đổi mật khẩu 6 chữ số trên ổ khóa số. Bạn có thể giúp anh ta giải mã được không?
Hãy nhìn vào hình vẽ bậy trên cửa. Những chữ cái này là gợi ý. Nếu thay thế từng chữ cái bằng số của nó trong bảng chữ cái, chúng ta sẽ nhận được mã 23, 19, 11. Vấn đề đã được giải quyết. Noah bước vào trường quay và đối mặt với 4 người trong trang phục rùng rợn. Một trong số họ không phải là con người. Bạn có thể tìm ra không? Anh chàng thứ 3 rõ ràng không phải là một con người. Giáo viên dạy nhảy của Noah bước vào phòng và lớp học bắt đầu. Bạn có phát hiện ra điều gì đáng ngờ không? Người giáo viên không được phản chiếu trong gương. Charlie, bạn gái của Noah, làm việc trong một khách sạn. Anh ấy đang đến thăm cô ở nơi làm việc. Noah tình cờ gặp hai cô lao công này. Một trong số họ là du khách đến từ hành tinh khác. Bạn có đoán được ai không? Hãy nhìn vào người phụ nữ mặc áo xanh. Máy hút bụi của cô ấy đã được rút phích cắm, nhưng nó vẫn hoạt động. Vậy ra cô ấy là người ngoài không gian. Noah trở về nhà và chào các chị em của mình. Một trong số họ đang gặp nguy hiểm. Bạn có đoán được ai không? Jenny trộn đường và muối. Điều đó sẽ khiến món ăn của cô ấy trở nên kinh khủng. Không phải là một vấn đề lớn. Nhưng Nina đang sơn quần áo của mình. Cô ấy đang đeo mặt nạ thay vì mặt nạ phòng độc. Mũi, miệng và mắt của cô ấy không được bảo vệ chút nào. Vậy là cô ấy đang gặp nguy hiểm. Noah đi đến trung tâm mua sắm. Anh ấy tình cờ gặp hai cặp đôi. Cả hai trông hạnh phúc bên nhau. Nhưng một trong những cặp đôi này lại có mâu thuẫn lớn. Bạn có đoán được cặp đôi nào không? Người phụ nữ tóc vàng này cầm dao rất gần người yêu của mình, nhưng cô ấy chỉ muốn mua nó. Người phụ nữ kia có vẻ quyến rũ, nhưng người yêu của cô lại giấu chất độc sau lưng. Vậy họ là cặp đôi bất hạnh. Sáng hôm sau, Noah đến trường múa để vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Anh ta phải đối mặt với 5 giám khảo. Bạn có nhận ra điều gì kỳ lạ ở đây không? Hãy nhìn vào bức tường, chàng trai trong tranh đang di chuyển. Noah bắt đầu nhảy, đột nhiên anh ta trượt chân và ngã. Có người làm đổ dầu ra sàn. Ban giám khảo nghỉ giải lao và nói với Noah rằng anh ấy có thể thử lại sau bữa trưa. Noah muốn biết ai đã phá hoại anh ấy. Anh ta tìm thấy ba nghi phạm và thẩm vấn họ. Shelley nói rằng cô ấy đã phát trực tiếp trên mạng xã hội trong khi Noah biểu diễn. Bobby nói rằng anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh vì lo lắng. Và Suzy nói rằng cô ấy đang trang điểm trong phòng thay đồ. Ai đã làm đổ dầu? Hãy nhìn vào túi trang điểm của Suzy. Có một chai dầu ô liu rỗng trong số các sản phẩm làm đẹp của cô ấy. Bắt được rồi nhé. Noah thể hiện xuất sắc trước ban giám khảo và được nhận vào trường. Anh ấy đến một nhà hàng để ăn mừng. Người phục vụ mang đến cho anh ấy một món gì đó đặc biệt. Bạn có thể đoán được món gì chỉ bằng cách nhìn vào hình này không? Mayonnaise. Vào buổi tối, Noah đến buổi hòa nhạc của người bạn Donna. Cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Ba người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Donna có mặt trong phòng thay đồ để gặp cô. Một lúc sau, Noah thấy Donna bất tỉnh và gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Cả ba người hâm mộ của Donna đều nói rằng họ đã xin chữ ký của cô ấy và rời đi. Noah lục soát căn phòng và tìm thấy một hình xăm tạm thời có hình chữ ký của Donna. Điều này có nghĩa là một trong những chữ ký này là giả. Cái nào? Chữ ký trên áo phông của đệ nhất phu nhân bị ngược. Không chắc Donna đã ký được nó theo cách này. Ngày hôm sau, Noah đến công viên hoang dã.
anh ta nhìn thấy một con hổ đang đến gần hai người này. Chỉ một người trong số họ đang gặp nguy hiểm. Bạn có đoán được ai không? Anh chàng bên trái, anh ấy là một du khách quá bận rộn nên không để ý đến con hổ. Trong khi đó, người bên phải làm việc ở đây. Anh ta có huy hiệu, mũ bảo hộ và một sợi dây thòng lọng. Vì vậy, anh ta nên biết cách đối phó với hổ. Đó là ngày đầu tiên của Noah ở trường dạy múa. Anh ta bước vào tòa nhà và đối mặt với cảnh tượng này. Anh chàng này rất yêu cô ấy. Tại sao anh ấy lại đẩy cô ấy? Hãy nhìn vào gương, một người quay phim đang đứng đằng sau nó. Họ đang quay một bộ phim. Trong nhà vệ sinh, Noah nhận ra mình không có giấy vệ sinh. Rất may, một anh chàng ở quầy hàng gần đó sẵn sàng chia sẻ giấy vệ sinh của mình. Nhưng chỉ khi Noah giải được câu đố của mình, cái gì có thể đi qua nước mà không bị ướt? Bạn có thể giúp Noah không? Câu trả lời đúng là ánh sáng. Noah bước vào quán cà phê địa phương. Harry, Aurora và Carrie đang uống cà phê. Trong khi đó, Allison, Lola và Billy đang uống trà. Warren uống gì? Có một khuôn mẫu ở đây. Những người có hai chữ R trong tên uống cà phê. Và những người có hai chữ L uống trà. Warren có hai chữ R nên chắc hẳn anh ấy đang uống cà phê. Sau giờ học, Noah đi dạo trong công viên. Một trong những người này là cảnh sát chìm. Bạn có đoán được ai không? Cô này, cô ấy đang đeo huy hiệu cảnh sát. Noah trở về nhà và nhận ra rằng chú chó con của mình đã mất tích. Cảnh sát đến nhanh chóng. Anh ta tìm kiếm khu vực và hỏi thăm hai người hàng xóm. Ryan nói rằng anh ấy có con chó lớn của riêng mình và sắp có chó con. Vì vậy không có lý do gì để anh ta cướp con chó con của Noah. Mike nói rằng anh ấy chưa bao giờ nuôi thú cưng và anh ấy không có ý định nuôi chúng vì chứng dị ứng của mình. Cảnh sát bắt giữ một người hàng xóm. Bạn có đoán được ai và tại sao không? Mike đã đánh cắp chó con. Anh ấy có túi mua hàng từ cửa hàng thú cưng trong nhà. Vì vậy, câu chuyện của anh ta là giả. Sáng hôm sau, Noah quay lại rừng dạy múa. Ôi không, ai đó đã đột nhập vào tủ đựng đồ của anh ấy và lấy trộm đôi giày khiêu vũ của anh. Noah gọi cho nhân viên bảo vệ và họ thẩm vấn 4 nghi phạm. Khi Billy bước vào phòng thay đồ, tủ đựng đồ của Noah đã mở sẵn. Người dọn dẹp nói rằng cô ấy chỉ vào phòng này một lần để lau sàn vào sáng sớm. Cô ấy không mở bất kỳ tủ khóa nào. Mike nói rằng ăn trộm giày của Noah chẳng ích gì vì chân anh ấy to hơn nhiều. Và Warren nói rằng bố mẹ anh ấy có đủ khả năng để mua cả thành phố. Vậy tại sao lại ăn trộm đôi giày rẻ tiền của người khác? Ai đang nói dối? Warren, nếu giàu như vậy, sao lại mặc áo len Gucci giả? Noah đang đến thăm bạn gái Shelley trong bệnh viện. Một trong ba người này là anh trai cô. Bạn có đoán được ai không? Người thứ ba là anh trai cô. Họ là anh em sinh đôi nhưng có kiểu tóc khác nhau. Noah đi mua đồ ăn nhẹ cho Shelley và bị lạc trong bệnh viện. Anh ta đi lang thang và tìm thấy một cánh cửa khác có khóa kết hợp. Nhưng anh ta phải tìm ra mã 4 chữ số chính xác để mở nó. Bạn có thể giúp anh ấy được không? Hãy nhìn những vết xước trên cửa. Đó là một gợi ý. Mỗi biểu tượng bao gồm 3 chữ số. Chúng ngụ ý những con số Noah phải nhập. Vậy mã là 2, 5, 1, 7. Ba doanh nhân giàu có phàn nàn với thám tử Brooke. Tuần này,
một tên tội phạm vô danh đã đánh cắp một chiếc ô tô của mỗi người trong số họ, và hắn ta không để lại dấu vết gì cả. Nhưng Brooke đã tìm ra thói quen của gã này. Cô nghĩ tên trộm sẽ sớm phạm tội mới thôi. Mike, Colin và Bill gặp rủi ro vì họ sở hữu những chiếc xe rất đắt tiền. Tối nay tên trộm sẽ trộm xe của ai? Nếu bạn đã biết câu trả lời, hãy nhớ chia sẻ nó trong phần bình luận nhé. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về thứ tự của các vụ trộm. Màu sắc của các ô tô trùng với màu sắc của cầu vồng, đỏ, cam và vàng. Vì vậy, chiếc xe màu xanh lá cây của Colin sẽ là mục tiêu tiếp theo. Thám tử Brooke tìm thấy gara của tên tội phạm và bắt đầu lục lọi xung quanh. Hắn ta có một cánh cửa bí mật được bảo vệ bằng ổ khóa kết hợp. Có một tờ giấy ghi 4 hình ảnh cạnh cửa. Brooke suy nghĩ một lúc, nhân 4 con số rồi mở cửa. Cô ấy đã bấm số nào? Nếu bạn đoán ra nó ngay lập tức, vui lòng cho chúng tôi biết nhé. Mã số là 2731. Mỗi chữ số tương ứng với số màu của vật thể trong hình ấy mà. Brooke bước vào căn phòng bí mật và nhìn thấy 6 chiếc nhẫn trên bàn. Hãy cố gắng ghi nhớ tất cả các chi tiết vì bạn sẽ cần chúng sau này à nha. Được rồi, bây giờ bạn có thể tìm ra những chiếc nhẫn không có trong bức ảnh gốc không? Nhớ chia sẻ câu trả lời của bạn nhé. Nhẫn A, C và F không thuộc về nơi đây. Sau một ngày dài làm việc, Brooke đói ngấu. Cô ấy muốn mua thứ gì đó ngọt ngào nên đã đến cửa hàng kẹo. Brooke có 3 lựa chọn, kẹo bông, kẹo cây gậy hoặc kẹo táo. Món nào nguy hiểm nhỉ? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Hãy nhìn kỹ hơn vào kẹo bông, có một con nhện nhỏ mắc kẹt bên trong. Eo ôi, còn quả táo thì có một con sâu nhỏ bên trong. Vì vậy, Brooke chắc chắn nên mua cây kẹo này rồi. Brooke đi ngang qua khu ẩm thực và nhìn thấy 2 gia đình. Một trong số họ là người siêu giàu, trong khi người còn lại rất nghèo. Bạn có thể đoán ai là ai không? Hãy suy nghĩ kỹ và thoải mái để lại câu trả lời của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Hãy nhìn vào gia đình thứ hai, họ không ăn thức ăn hỏng này, cậu con trai chỉ đang chụp ảnh thôi. Trong khi đó, gia đình đầu tiên ăn chung một chiếc bánh pizza và ống nước, thường là miễn phí. Và chiếc điện thoại của người mẹ trông rất lỗi thời. Vì vậy, gia đình siêu giàu ở bên phải. Brooke bước đến quán ăn và nhìn thấy 6 chiếc bánh mì kẹp thịt khác nhau trong cửa sổ. Hãy cố gắng ghi nhớ chúng, bạn sẽ cần chi tiết đó trong tương lai. Bây giờ, ta hãy nhìn vào 9 hình ảnh này. Bánh nào không xuất hiện trong hình ảnh đầu tiên? Hãy like video này nếu bạn đã biết câu trả lời nhé! Burger B, D và E là mới. Ngày hôm sau, thám tử Brooke nhận được một vụ án bí ẩn mới. Có người đã tấn công Larry, giám đốc nhân sự của một công ty quốc tế lớn. Vụ việc đã xảy ra khoảng 1 giờ trước. Brooke tìm thấy 3 nghi phạm. Người đầu tiên là Lily. Cô ấy là một ứng viên, người hơi tức giận với Larry vì anh đã bắt cô phải chờ đợi rất lâu. Lily ở ngoài trời mưa và có lẽ bị cảm lạnh. Nhưng cô ấy nói rằng mình không tấn công anh. Kyle, giám đốc tiếp thị của công ty, đã tham dự các cuộc họp từ sáng sớm cho đến tận giờ ăn trưa. Vì vậy, anh tuyên bố rằng mình không hề nhìn thấy Larry. Jeff từ bộ phận IT nói với Brooke rằng anh đã đạp xe đến quán cà phê để uống cappuccino. Anh ấy vừa mới quay lại thôi. Kẻ tấn công là ai? Hãy nhanh tay để là người bình luận đầu tiên nhé!
Jeff. Cả chiếc xe đạp và quần áo của anh đều khô ráo và sạch sẽ. Làm sao điều đó có thể xảy ra nếu trời đang mưa chứ? Jeff bỏ chạy. Thám tử Brooke bắt đầu đuổi theo anh ta. Cuối cùng cô cũng tới một tầng hầm bụi bặm. Có ba đường hầm dẫn ra ngoài. Người đầu tiên được bảo vệ bởi một con quái vật vô hình. Sinh vật này tấn công bất cứ ai dám bước vào. Đường hầm thứ hai ngập nửa nước độc. Uống nó có thể khiến bất kỳ ai tử vong. Và đường hầm thứ ba tràn ngập lũ gián đột biến. Chúng có thể bay và cắn người. Đường nào là an toàn nhất đây? Hãy like video này nếu bạn đã biết câu trả lời. Cô nên chọn đường hầm thứ hai. Nước chỉ nguy hiểm nếu bạn uống nó thôi mà. Vì vậy, Brooke chỉ cần ngậm miệng đi qua đường hầm là an toàn rồi. Sáng hôm sau, thám tử Brooke tận hưởng một ngày nghỉ ở bãi biển. Đột nhiên, cô nghe thấy một cuộc cãi vã đang diễn ra gần đó. Người phụ nữ này cho rằng ai đó đã đánh cắp điện thoại của mình. Brooke phát hiện ra tên trộm ngay lập tức. Bạn có thể nhận ra họ không? Người phụ nữ tóc vàng này đã lấy trộm điện thoại của cô ấy. Cô ấy đang chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại của mình, nhưng có một chiếc điện thoại khác ẩn trong bộ đồ bơi của cô ấy. Bắt quả tang nhé! Hãy nhấn nút thích nếu bạn giải được câu đố này nha! Brooke phát hiện 6 con vẹt trên cây và chụp ảnh. Cô ấy vào nhà vệ sinh và rồi quay trở lại cái cây đó. Bạn có thể tìm thấy những con vẹt không có trong bức ảnh của cô ấy không? Vẹt A, E và F vừa mới đến. Câu này khó không hả mọi người? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Thám tử Brooke nhận được cuộc gọi khẩn cấp tới nơi làm việc. Có một vị khách nguy hiểm đến từ hành tinh khác đang dạo chơi trên bãi biển. Nó có thể trông giống con người, nên Brooke phải hết sức cẩn thận. Bạn có thể giúp cô ấy phát hiện điều đáng ngờ không? Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của bạn. Cầu thủ bóng chuyền này có quá nhiều tay so với một người bình thường. Thám tử Brooke đang làm việc trên máy tính xách tay của cô ấy trong một quán cà phê. Ôi, phải đi vệ sinh thôi. Brooke quyết định rằng việc để đồ đạc của cô ấy không cần giám sát là đủ an toàn rồi. Nhưng sau khi đi vệ sinh, cô phát hiện ra ba lô và máy tính xách tay của mình đã biến mất. Brooke chạy ra ngoài và nhìn thấy ba người phụ nữ lớn tuổi với giỏ dã ngoại đang ngồi trong công viên. Cô thẩm vấn họ, nhưng họ thề rằng họ không nhận thấy điều gì khả nghi cả. Bà Anderson vừa mới nhập hội cùng bạn bè của mình. Bà Smith đang ăn bánh sandwich và đọc báo. Và bà Gold thì chụp ảnh sóc. Tuy nhiên, thám tử Brooke vẫn bắt giữ một trong những người phụ nữ. Bạn có thể đoán được ai bị tóm không? Hãy nhanh tay để là người bình luận đầu tiên nhé! Ba lô của Brooke màu đỏ, nhớ không? Có một cái quai màu đỏ lủng lẳng trên giỏ dã ngoại của bà Anderson. Tóm gọn nhé! Thám tử Brooke tình cờ thấy một tấm áp phích có 6 con vật. Một mèo, một lạc đà, một báo, một gà, một cá sấu và một lợn. Con vật nào không thuộc về nơi này? Chú lợn. Đó là loài động vật duy nhất trong nhóm này là gia súc. Nhưng nếu bạn có câu trả lời khác, hãy cho chúng tôi biết nhé. Brooke nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của cô là Amanda. Cô bạn nghi ngờ bạn trai Will có bí mật gì đó. Amanda muốn truy cập vào máy tính xách tay của anh ấy để điều tra, nhưng cô ấy không biết mật khẩu. May mắn thay, có một tờ ghi chú gợi ý ngay trên bàn của anh ấy. Nó ghi Apple, Man và Don. Hãy thích video này nếu bạn bẻ khóa được mã này nha!
và mật khẩu là Amanda. Tên cô ấy là mật mã. Ồ. Will vừa chuẩn bị một điều bất ngờ cho sinh nhật của Amanda. Anh đưa cô đi du lịch bằng trực thăng lãng mạn. Nhưng thật không may, phương tiện của họ bị hỏng trên không và họ phải đáp xuống một hòn đảo nhỏ không có người ở. Họ không thể kêu cứu, điện thoại di động và radio của họ không hoạt động. Trên đảo không có cây cối gì, xung quanh chỉ còn cát và đá. Vì vậy, họ không tạo ra tín hiệu khói được. Đột nhiên, Amanda nhận thấy một chiếc máy bay đang bay vòng quanh bầu trời. Nhưng thật không may, nó bay quá cao và phi công không thể nhìn thấy họ. Will nảy ra một ý tưởng sáng suốt. Và ngay sau đó, máy bay đón họ. Họ đã làm gì? Hãy suy nghĩ cẩn thận và chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Họ dùng đá để viết chữ SOS trên cát chứ sao? Máy bay đưa Amanda và Will vào đất liền. Và bây giờ họ cần bắt xe buýt để về nhà. Chỉ một trong bốn chiếc xe buýt này sẽ đưa họ đến đích cuối cùng. Bạn có đoán được là cái nào không? Xe buýt thứ hai đó. Nhấn nút thích nếu bạn thành công giải đấu nhé. Và nếu bạn muốn rèn tư duy của mình hàng ngày, đừng quên đăng ký kênh đấy. Hãy sẵn sàng giải mã bí ẩn nào. Ba người phụ nữ ngồi cùng một bàn trong một quán cà phê nổi tiếng. Vẻ bề ngoài dường như đã tiết lộ tình trạng tài chính của họ. Hai người trong số họ trông giàu có, trong khi một người phụ nữ có vẻ không khá giả băng. Hãy quan sát những người phụ nữ này thật kỹ và bình luận xem ai trong số họ không thực sự giàu. Câu trả lời có thể không rõ ràng như bạn tưởng đâu. Người phụ nữ đeo ngọc trai không phải đang cố gắng thể hiện sự giàu có của mình. Cô hài lòng với cuộc sống đơn giản, bền vững. Điều này cho thấy cô thực sự giàu có. Người phụ nữ thứ hai có những phụ kiện cực kỳ đắt tiền. Cô ấy không cần ô tô vì cô ấy sẽ được tài xế đón cũng như nhận thông báo về việc họ đã đến thông qua Apple Watch. Nhưng người phụ nữ thứ ba không thực sự giàu có. Cô ấy không có bất kỳ tài sản nào có giá trị và số tiền rơi ra khỏi túi của cô ấy có thể là tiền giả. Hãy nhìn hai cặp đôi đang ngồi nghỉ trên bãi biển này. Bên cạnh họ là những chiếc túi hàng hiệu và họ mặc những bộ đồ bơi lạ mắt. Thoạt nhìn, cả hai cặp đôi đều có vẻ khá giả, nhưng chỉ một trong số họ giàu có thực sự. Nếu bạn đã đoán ra đó là cặp đôi nào, thì hãy chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận nhé. Cặp đôi bên trái có vài món đồ giả. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ nhận thấy các logo được viết không chính xác. Họ cũng xanh xao. Có phải vì họ làm việc liên tục và chỉ đi nghỉ mỗi năm một lần không nhỉ? Đối với cặp vợ chồng bên phải, đồ đạc tưởng chừng như đơn giản, nhưng được bảo quản tốt của họ cho thấy họ coi trọng chất lượng hơn sự xa hoa. Và chiếc vali cũ của họ gợi ý về số lượng lớn các chuyến đi của họ. Thêm vào đó, họ có làn da rám nắng. Điều đó có nghĩa là họ có thể đi nghỉ thường xuyên hơn. Một tên tội phạm bị tình nghi tên Doug The Evil Man đã lang thang khắp nơi trên thế giới. Interpol đã theo dõi hắn ta với hy vọng bắt được anh ta với số tiền mặt lớn không thể đếm được. Cuối cùng, khi bắt được tên tội phạm, họ chỉ tìm thấy kính râm, một chiếc ví chứa khoảng $50, thẻ tín dụng và một ít tiền lẻ nước ngoài. Họ chỉ còn cách để anh chàng đi. Tuy nhiên, trên thực tế, Man đã giấu được một khối tài sản ngay trước mắt chính quyền. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào về cách hắn đã thực hiện thì hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Những đồng tiền nước ngoài này thực chất là những đồng tiền cổ cực kỳ hiếm và vô cùng đắt tiền. Hắn từ Stanwick đến nhà ông Pennyroll để điều tra một vụ án. Anh Pennyroll khai rằng ông đã bị bọn cướp ngân hàng bắt cóc khi đến mở cửa ngân hàng nơi ông làm trợ lý giám đốc. Họ bắt anh mở két và đưa tiền cho họ. Họ bảo người đàn ông chở họ đến nhà anh ta. Họ cũng muốn lấy đồ trang sức của vợ anh. Khi đang trên đường đi, một tên tội phạm đã bỏ tiền vào túi giấy và ném túi ngân hàng ra ngoài cửa sổ. Khi chiếc xe dừng đèn đỏ cách đó hai dãy nhà, nhân viên ngân hàng đã trốn thoát. Hắn thử quyết định đi theo lộ trình và quay trở lại ngân hàng để tìm kiếm manh mối. Đến một lúc nọ, Pennyroll hét lên rằng
anh nhìn thấy chiếc túi ngân hàng trống rỗng. Vài phút sau, anh chỉ vào cột đèn giao thông nơi anh để bỏ chạy. Khi họ đến ngân hàng, thám tử Stanwyck đã bắt giữ ông Pennero vì tội khai man. Bạn có nhận thấy câu chuyện của ông chủ ngân hàng có vấn đề không? Vậy hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Khi quay trở lại ngân hàng, lẽ ra họ không kịp lấy túi tiền trước khi đến được góc phố nơi Pennero nhảy khỏi xe. Anh ta được cho là đã làm điều đó sau khi tên tội phạm ném chiếc túi ra ngoài. Nếu câu chuyện này là sự thật, thì thám tử và nhân viên ngân hàng sẽ đi qua góc phố trước rồi mới đến chỗ túi tiền trên đường trở lại ngân hàng. Và đây là có một trường hợp thực sự bí ẩn dành cho bạn. Chelsea bước tới một chiếc taxi đang đỗ, đưa cho tài xế tờ $20 rồi bước đi. Đây là những điều bạn cần biết. Cô ấy không giỏi định hướng. $20 là một số tiền quá lớn cho việc chỉ đường. Cô gái cũng có một chiếc ô tô riêng và nó không hề bị hỏng hóc gì. Bạn có thể giải quyết bí ẩn này nhanh hơn các khán giả khác không? Để lại câu trả lời của bạn ngay nào. Chelsea bị lạc và phải trả tiền cho tài xế taxi để đưa cô đến nơi cần đến. Cô đi theo anh bằng xe riêng của mình. Hãy nhìn bức tranh này thật kỹ. Bạn có thể phát hiện ra kẻ trộm và giải thích lựa chọn của mình trong phần bình luận bên dưới video không? Đó là người phụ nữ mặc áo khoác nâu có ve trắng. Cô ấy nổi bật giữa đám đông thì những người khác đều mặc trang phục không tay hoặc ngắn tay. Steven đã gọi cảnh sát để báo rằng những đồ đạc có giá trị của anh đã bị mất tích. Khi cảnh sát đến, người đàn ông nói với họ rằng anh ta đi cắm trại một mình. Anh ấy vừa đến đó và dựng lều thì trời bắt đầu mưa to. Anh vội đi lấy củi khô, rồi để lại túi sách cùng ví và tất cả giấy tờ trong lều. Khi anh quay lại thì mọi thứ đã không còn nữa. Các sĩ quan cảnh sát không tin Steven và phạt anh ta vì gọi nhầm. Bạn có biết cảnh sát tìm ra điều đó như thế nào không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé. Steven cho biết anh đã dựng lều trước khi trời bắt đầu mưa, nhưng tại sao bên trong lại có một vũng nước lớn? Tom biến mất vào khoảng 10 giờ tối thứ sáu mùa thu nọ. Một sĩ quan cảnh sát đã thẩm vấn 4 người bạn của anh ta. Cô nghi ngờ rằng một trong số họ có liên quan đến sự mất tích của anh chàng. Cô hỏi từng người họ đang làm gì vào thời điểm đó. Adam cho biết anh đang chọn trang phục cho buổi hẹn hò. Daniel đang chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc sắp diễn ra tại căn hộ của anh ấy. Sophia cho biết cô đã thư giãn bằng cách tập yoga trước ca đêm ở nơi làm việc. Và Jack đang ngắm chim trong công viên. Sau khi thẩm vấn các nghi phạm, viên cảnh sát đã bắt giữ một người bạn của Tom. Nếu bạn biết cô ấy đã giam giữ ai thì hãy bình luận. Đó là Jack. Vào lúc 10 giờ tối mùa thu, trời quá tối để có thể nhìn thấy chim ngoài trời. Cảnh sát James được gọi vào một khách sạn nhỏ để điều tra một vụ mất tích đồ trang sức bí ẩn. Emily đã nhận phòng vào đêm hôm trước và cất tất cả những viên kim cương đắt tiền của mình vào két an toàn trong phòng khách sạn. Sau khi cô ấy đi ăn trưa về vào ngày hôm sau, đồ trang sức đã biến mất. James có 3 nghi phạm. Nhân viên lễ tân cho biết cô ấy đã đi ra ngoài vào giờ nghỉ trưa. Người giúp việc cho biết một vị khách đã trả phòng sớm hơn vào ngày hôm đó và cô ấy đang dọn phòng cho họ. Susan, một vị khách khác của khách sạn, nói rằng cô vừa mới ngủ dậy. Một trong những người này đang nói dối. Nếu bạn biết đó là ai, hãy viết dự đoán của bạn vào phần bình luận càng nhanh càng tốt. Đó là Susan. Cô nói mình vừa mới ngủ dậy, nhưng hãy xem giường của cô ấy. Người giúp việc đã dọn sẵn rồi. Một buổi tối nọ, John về nhà và phát hiện ra có kẻ đã cướp nhà mình. Khi cảnh sát đến, họ đi thẩm vấn những người hàng xóm. Victoria nói rằng cô ấy đang đi thăm người bạn sống cách đó 2 dãy nhà. Cô ấy đã về nhà cách đây vài phút. Peter nói rằng anh ấy bị ốm, anh ấy chỉ đi một đoạn ngắn đến hiệu thuốc và sau đó lại về giường nằm. Nathan cho biết vợ chồng anh đang chuẩn bị tổ chức tiệc barbecue cùng bạn bè. Nhưng trời bắt đầu mưa to và kế hoạch của họ phải hủy bỏ. Hãy giúp cảnh sát và bình luận tên kẻ trộm ở bên dưới nhé.
đó là Victoria. Trời đang mưa và cô ấy nói cô ấy vừa về nhà. Nhưng hãy nhìn xem, tóc, quần áo và chiếc ô đặt gần cửa đều khô ráo. Tyler đang đến chỗ bạn mình vào buổi tối thì một người lạ mặt đeo mặt nạ đen bắt giữ anh ta. Điều tiếp theo anh chàng biết là anh ta đang ở một căn phòng lớn bị nhốt trong một cái lồng. Có 3 cái cần gạt trên bức tường cạnh cái lồng. Nếu kéo cần gạt đầu tiên, anh ta sẽ thả những con sư tử đói vào chuồng. Cần thứ 2 sẽ làm ngập nước trong lồng. Và cần thứ 3 sẽ kích hoạt một cơ chế đặc biệt khiến phần trên của lồng di chuyển xuống phía dưới, nghiền nát mọi người và mọi thứ bên trong. Tyler nên kéo đòn bẩy nào để tồn tại? Hãy chia sẻ lựa chọn của bạn trong phần bình luận. Lựa chọn duy nhất của anh ta là đòn bẩy thứ 2. Toàn bộ nước sẽ chảy ra ngoài qua các song của lồng.